không biết mà vô cái nhà nữa là coi như cái nhà ngã trong núi mà cô rủ nó, mà bây giờ trừ là nó bỏ hết chồng con tuổi nào cũng khóc. Mà ngày khi trước đó thì là mới nó mỏi thôi là con là thằng rất là thương con, ai cũng biết thằng thương con thế, mà giờ trừ là khi mà bắt về là con hẳn hẳn cũng không hiểu. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nó ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị phải nói là ở những tỉnh phải nói vô cùng rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Nhưng hôm nay là một buổi mới một kỳ nghỉ lễ vừa qua thì anh em tiếp tục ghi nhận một thông tin, một cô hiện nay đang ở khu vực phía miền Trung thì vô đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm con gái. Dạ câu chuyện này phải nói là vô cùng phức tạp. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này. Rồi, con xin phép chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô tên gì? Cô tên là Đào Thị Hoài Hương, Cô Hương ha. Cô Hương hiện nay đang sinh sống ở đâu? tại Đà Nẵng Đà Nẵng luôn hả? Rồi hôm nay cô về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? tìm con gái Cô cho con biết là con gái cô họ tên là gì? Ngô Thị Kiều Hằng. Ngô Thị Kiều Hạnh. Cô nói chuyện lớn tiếng ha. Ngô Thị Kiều Hằng Con gái cô là Ngô Kiều Hạnh. Ngô Thị Kiều Hạnh. Sinh năm mấy cô? sinh 1988. 88 luôn hả? 8 năm nay 36 tuổi. Con gái cô có chồng chưa? Có chồng, Hiện nay có con chưa cô? có một đứa. Vậy là con gái cô ấy là trong thời gian vừa qua là sống ở đâu? Thời gian ấy là do chừng nó đi Thời gian trước này, thời gian vừa rồi ấy, là sống ở là đâu? sống ở Đà Nẵng Đà Nẵng luôn hả? Con gái cô làm cái nghề gì? buôn bán, Buôn bán lớn không cô? không cùng nhỏ. Buôn bán nhỏ không? Vậy là buôn bán là sáng đi tối về hay sao cô? Con chỉ bỏ hàng buổi sáng. Vậy là giao hàng, bỏ hàng cho người ta xong rồi về ha. Ngoài ra con gái cô còn làm cái công việc gì khác không? Không. Không. Hiện nay sao chồng không đi về đây tìm luôn cô? Chồng có tới, nhưng mà bây giờ chơi nó đang bằng việc. Chồng bận công việc thì không đi được Dạ, hả? nên chỉ lần bán về liền. Vậy là người chồng là con rể của cô là có đồng ý cho cô là mẹ ruột đi tìm con gái cũng như tìm vợ của con rể Đồng cô ý. đồng ý ha? Vậy là hôm nay cô từ Đà Nẵng vào đây để nhờ anh em chị Bình Dương tìm con gái. Cô cho con biết là con gái cô là tại sao bỏ nhà đi mà đi lâu chưa? Nó đi từ ngày 22. Tháng mấy cô? 22 tháng 4. 22 tháng 4. Là mới mùng 1 tháng 5 vừa rồi ấy hả? Đó. Vậy đến giờ phút này là cũng không? Chắc 10 ngày này ha. Vậy là con gái cô đi ấy, là có mang theo cái gì đi không? Khi đi thì không mang Giấy tờ hay tiền bạc hay xe hay điện thoại? giấy tờ thì nhà giữ. Giấy tờ thì nhà giữ. Vậy là con gái cô từ trước khi đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Lúc trước là có đi một lần và bắt về Lúc trước đi là đi đâu cô? vô tục trong Hàm Kiềm, Hàm Kiệm cụ thể là đâu cô có thể nói rõ hơn? Bình Thuận, Vô Bãi Bình Thuận hả? Hoa Thuận Nam, Hàm Kiềm, xã Hàm Kiềm. Vậy là đi vô trong sâu đúng không? Cô có biết lý do tại sao mà con gái cô từ Đà Nẵng mà đi vô Bình Thuận để đi vô đó để gặp ai làm gì? Không biết mà vô cái nhà nữa là coi như cái nhà ngã trong núi mà cô rủ nó, mà bây giờ trừ là nó bỏ hết chồng con tuổi nào cũng khóc. Mà ngày khi trước đó thì là mới nó mỏi thôi là con là thằng rất là thương con, ai cũng biết thằng thương con thế, mà giờ trừ là khi mà bắt về là con hẳn hẳn cũng không hiểu, Cô nói chuyện lớn tiếng nhỏ quá mọi người không nghe được. không hiểu là như thế nào mà lại nó bỏ con, bỏ cả bỏ chồng, chồng nó cũng đi kiếm. Vậy là gia đình mình vừa rồi đã đi bắt về một lần này đúng không? Đúng. Vậy là con gái cô là thời gian trước là bỏ nhà đi lâu không? Đi bao nhiêu ngày? Cũng đi cỡ khoảng là 10 ngày, là nói chung là bước ra khỏi nhà là nhà theo dõi để mà bắt, và bây giờ chứ là
nó biết được trong trong cái nhà nữa, nó biết được là có công an theo dõi, nên như là nó sẽ không đưa về đó nữa. Chứ còn mà nếu trước khi mà chưa thu điện thoại á, thì là theo dõi theo cái định vị để tới bắt. À, giờ trừ là điện thoại là mình thu rồi để khỏi liên lạc á, là không mất cái định vị. Đó, đó, con gái cô đi này, lần trước có đem tiền đi không? Cái lần trước? Cái trước thì có tiền. Đem nhiều không cô? Nói chung là cũng mấy chục triệu. Nhưng mà lần có thấy vậy hết. Nhà là cha mẹ rồi con cả không nghĩ là nó tại sao mà nó được. Cô cho con biết này, chồng cô à quên chồng của con gái cô ấy là con rể là với con gái cô là cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không? Hạnh phúc bình thường, mới năm ngoái con đi du lịch, năm nào cũng đi du lịch cả gia đình. Bởi nó lật một cái nó có như nhà là chọn vàng hết. Không nghĩ ra. Vậy là cái thời gian gần đây là con gái cô có gây lộn hoặc có kiếm chuyện với chồng không? Không gây lộn. Không bao giờ có tệ tiếng, lớn tiếng. Chứ bao giờ. Cô có ở gần, có ở gần nhà con gái? Ở gần. Gần luôn hả? Con gái cô có tâm sự hay có trò chuyện gì với cô là trong cuộc sống buồn không, chuyện gì không? Là không, nói gì vẫn không? Là coi như từ thứ bảy chủ nhật là về nhà, rồi nhà cũng tụ tập đi đi chơi hoặc là ấy đó. Có những hình ảnh mà cả nhà mà đi du lịch hoặc đi chơi là có đầy đủ hết. Không mình vợ chồng họ cũng bức xúc là không hiểu. Vậy là cô đang nghi ngờ là vì cái điện thoại đó đúng không? Cái điện thoại, nghi ngờ về cái điện thoại gì em lại cái điện thoại? Dạ. Ý là nghi ngờ cái điện thoại là em nói định nghi ngờ cái điện thoại gì? Cô đang nghi ngờ là con gái cô dùng cái điện thoại đó nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó làm quen. Đúng không ạ? Vì vậy cho nên đôi khi quen một ai đó. Đúng. Cô đến giờ phút này gia đình cô hoặc cô có nghi ngờ hoặc có biết là con gái cô quen với ai không? Thì chỉ biết là nó đi vào cái nhà nữa là có một cái thằng nhỏ tuổi. Thằng nhỏ tuổi hả? Thấy chưa cô? Thấy. Là mình tìm đến tận nhà luôn hả? Coi như là công an bắt ra. Công an là giữ hàng tìm. Lôi con gái cô ra ngoài. Là con gái cô đang ở trong đó. Vợ với một người con trai nhỏ tuổi đúng không? Cả gia đình là luôn bao che cho hắn. Cả gia đình bao che. Con thấy là hiện nay là con xem một cái tấm hình ấy mà cô cho con xem ấy, là cái người con trai này có thể là rất nhỏ tuổi, chạc khoảng ngoài 20 tuổi thôi, mà con gái cô năm nay là 36 tuổi rồi. Đặc biệt là con nhìn hình là con rể cô nhìn rất là đẹp trai và có thể là phong độ, và cái người còn cái người gọi là mình tạm gọi người tình đi, con gái cô nhìn nó không giống ai hết. Mà tại sao mà lý do nào đó mà mình bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình mà đi từ Đà Nẵng mà ra đến Bình Thuận? Không hiểu. Trước giờ con gái cô đã từng đi chơi đâu hoặc đi du lịch cho một mình không? Không. Cô có biết là cái người con trai đấy mà hiện nay là cô đang nghi ngờ là quen với con gái cô là cái người đó, họ tên đầy đủ là gì không? Châu Ngọc Vân. Châu Ngọc Vân hả? Vinh. Vinh hả? Tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, người thì nhỏ nhỏ lóc róc vậy, nói chung là trông như một thằng gì ghe đấy, đúng không ạ? Châu Ngọc Vinh là sinh năm mấy cô? 2002, năm nay 22 tuổi. Vậy là con gái cô đi tăng sau này là đến giờ phút là trên dưới 10 ngày rồi, có đem cho tiền đi không? Được sáng đi là không có tiền. Không có tiền à? Chắc gia đình giữ hết rồi đúng không? Sao mình biết là như vậy, sao mình không ngăn cản hoặc mình tìm cách nào đó để mình căn chừng để cho con gái không có làm quen hoặc không quen người ta nữa? Cánh hết trơn rồi. Nhưng mà sơ hở là trên lầu cái cửa sổ sau là cái sóng nó vẫn chui được. Hơi đẹp. Nhưng khi nó giật. À, kiểu nó mục này đúng không? Vậy là bẻ cái cây sắt ra trên lầu ra để chui xuống. Vậy là đi ban ngày hay ban đêm cô? Ban ngày. Ban ngày luôn hả? Lúc về nhà mình ở bên dưới có ai không? Không, có hai bà cháu. Có hai bà cháu.
Là cô với lại một người cháu ngoại hả? Trong nội. À, trong nội. Vậy là cô trực tiếp là người canh à? Hay là ai? Nói chung là trong nhà toàn bộ ấy, với cửa thì ngoài khó. Ờ, tường nó chắc ăn đúng không? Tường nó không ra được. Ba nó thì đang đi đám cưới ở Sài Gòn. Thế đến giờ phút này là cô đã tìm quay lại tìm nhà cái người 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 Châu Ngọc Vinh ấy chưa? Có như công an ở trong. Nếu mà có là họ bảo. Cô nói chuyện lớn tiếng hay nhỏ không? Người ta không nghe được cô. Không nghe hả? Ừ, nhỏ. Công an là ở trong đó là người ta làm giùm. Họ đang theo dõi. Vậy là con gái cô là đi trong vòng 10 ngày nay là con bẻ xong cắt sắt ở bên trên, ở gọi là trên lầu để đi đi xuống. Mình có trích chiếc camera để xem con gái cô là ai chở không? Không, không, không. Cái đoàn dưỡng đó là họ nó chạy ra là nghe cái người quen họ họ nói dạ. Là thấy là đi tới đó là mua bộ đồ. Ồ, mua quần áo khác luôn. Vậy là chính tỏ có tiền chứ? Mà không phải tiền đâu, trong nhà là thu hết. Lấu tiền đi rồi, vẫn có tiền rồi. Dẫu mà sợ là mượn ở ngoài. Cô có biết là hai vợ chồng con gái cô và con rể cô cái thời gian gần đây này, từ hôm đi về đến giờ này là có ngủ chung với nhau không? Hay là mỗi người ngủ một phòng? Vẫn ngủ chung nhưng mà điều là nó là không không để ý đến chồng con hả? Không để ý, con nằm một bên cũng không để ý, đắp cái mặt kế vô nó cái tường. Kiểu suy nghĩ cái gì đó hả? Không phải suy nghĩ, hẳn không, trong nhà hẳn cũng không được chuyện ở trong nhà. Kiểu đang buồn, đang tương tư đó, kiểu như vậy đó. Không được chuyện ở trong nhà, giống như nhà là giống như người người Lào. Mà từ là từ xưa này giờ nó chưa rất là thương cha thương mẹ. Cái này của cô là đó. Khó, bởi vì à, hiện nay là cô là mẹ thật, nhưng cô lại không sống chung nhà. Vì nhưng vậy cho nên là con đồng ý là gần, nhưng mà nhiều cái là vợ chồng còn không biết hết về nhau. Đó, vì lý do như vậy đôi khi là cô ở kế nhà thôi cô cũng không thể biết được. Đôi khi hai vợ chồng có khúc mắc gì đó, chứ còn một người vợ lúc bình thường hoặc chồng đối xử tốt thì không bao giờ một người vợ mà như thế này. Tại vì bởi nó nhà mày đau là coi như thằng chồng hẳn lên dạy không được luôn. Coi như là đó là coi như thử hụt hẳn. Rất là hụt hẳn. Nhưng mình là mẹ đó là mình thấy mình còn đau sợ. Trong nhà là coi như ba hẳn là không được ngủ cũng được là có những nói chung cái trường hợp của cô là vô cùng đặc biệt. Đăng này chắc chắn là rất nhiều người sẽ biết của thông tin của gia đình cô. À, vì vậy cho nên là cô dù gì trước đây mình cũng đã từng phải nói là dạy nhiều người để lên người của nên là con nói thật. Bởi vì dấu này thì con nói thật mấy cô là dấu thì chắc không giấu được đâu. Cô có thể giấu được một vài người nhưng mà nhiều người khác không giấu được, nhiều người khác người ta biết cô hoặc học trò cô. Đó vì vậy cho nên là cái thông tin mà đăng như thế này là con cũng thấy thực sự là cũng thấy là thực sự là rất tội. Đúng không ạ? Mẹ thì dạy người khác. Phải là rất nhiều các lớp lên người rồi. Đúng không ạ? Mà cô cùng con nên là mình lại nói thật là con mình lại không dạy được. Đúng không ạ? Như thế này gọi là không dạy được. Chúng là rất là đau khổ. Đúng không ạ? Cùng lắm là phải mấy trời rồi đó. Đây là đường cùng lắm rồi. Chứ không ai mong muốn là đăng con thì đăng nhà con vì thì là lên mạng xã hội. Con gã của mình đó là cái đứa cháu nó nhớ mẹ con. Mà không biết đâu mà nó ngoan mặt cho. Con gái hay con cháu ngoại cô là cháu gái cháu trai? Cháu gái. Cháu gái hả? Bao nhiêu tuổi từ cô? 11. 11 tuổi. Cũng chung sợ là ảnh hưởng khi đắng mình cũng sợ ảnh hưởng đến cháu hay là về con rể khi là cũng đắng đó nhưng mà thật sự là có như cũng có nhờ công an hoặc là đang là việc công nợ nhưng mà chưa hẳn là rất là quỷ thì nhà nợ nó không để hoặc sẽ dẫn đi chỗ khác mình dẫn thì bây giờ anh em đăng này thì dẫn đi đâu mọi người cũng thấy cô yên tâm cái điều đó nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ nếu mà tìm được là về con rể cô, quan trọng con rể cô có chấp nhận không? Cái điều thứ nhất. Chấp nhận. Điều thứ hai là con gái cô liệu
Còn đi lữa hay không là do cái cách gia đình mình. Rất khó. Tìm thì tìm được đó. Đó, nhưng mà về rồi có đi lữa hay không, mà ai là người canh, mà canh đến khi nào mới kết thúc. Đây là một cái bài toán vô cùng khó, bởi vì dạy một đứa trẻ của thì nó rất dễ, nhưng dạy một người trưởng thành phải là vô cùng rất khó. Đặc biệt là con gái cô hiện nay là mình đang nói một cái câu chuyện là rất tế nhị này, là con gái cô đang đi vào một cái cuộc tình không giống ai. Bởi vì cái thanh niên này là nhìn không, người thì chẳng giống người, đúng không ạ? Cô cũng nhận rồi, nhìn nó không giống ai cả. Mà tại sao mà con gái cô lại quen được thì một điều phải là vô cùng rất lạ. Mà bởi như mình đau xót là trong nhà là không nghĩ ra, là muốn tìm nó về là để xem như thử là nó bị cái gì mà đến nỗi nó u mê như vậy. Còn không thì là ở trên nữa là một cái đồi thanh long, có chết cũng không biết, tại vì có đi vô rồi. Bình Thuận là đa số là trồng thanh long hết, Linh Thuận, trồng Bình Thuận. Thanh long, nhưng mà cái chỗ Hàm Kiềm nữa là nó cách khoảng cả một vài cây mà có một cái nhà. Đúng là con đã từng đi về đó rất nhiều, không biết. Nói chung là đi vào một cái vườn, qua một cái vườn thanh long của người ta, hàng cô nó đi mỏi chân luôn chưa hết, vào trong ấy tùm luôn, không ai biết ai và ai cả. Có chết cũng biết. Đó, một người lạ đi vào đó thì không ai bị tìm được, chắc chắn là không ai tìm được. Đó, định vị trong đó cũng không gửi được, gửi nó cũng chỉ alo xô cả, con đã từng đi vô đấy rồi. Nên vì vậy ở đây là một cái câu chuyện tìm con, nhưng mà tìm con đối với trường hợp của cô là vô cùng khó. Nó khó rất nhiều bề, nó khó là một gia đình, phải nói là một gia đình tri thức, đúng không ạ? Dạy rất nhiều lớp lớp người người trưởng thành và hiện nay đã lên người, và có thể là rất nhiều người có thể là hiện nay làm những ông lớn bà lớn rồi, mà con mình đến giờ phút này lại lâm vào một cái tình cảnh phải nói là vô cùng éo le này, thực sự là rất rất tiếc. Cô có điều nào cô muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là con gái cô xem được, con gái cô suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình, đặc biệt là về với chồng với con đấy cô. Thật là nếu nó mà chia sẻ và nó có một cái tình trạng thì nó sẽ không bỏ đi nữa, nhưng mà con người hẳn khác là cô đang nghi ngờ điều gì. Cô không hiểu là vì sao mà nó biến thành một con người khác, nói nhìn là con mình, nhưng mà thật sự tình toàn bộ thay đổi, không bắt về. Có lần đó là về là nó cũng không nói chuyện được trong nhà. Ở đây anh em đã tìm được rất nhiều câu chuyện rồi, rất nhiều người phụ nữ đi theo những người đàn ông khác về, anh em hỏi thì hỏi cả ngày không nói câu gì. Nó ở nhà nữa là ý là nấu cho nó ăn, rồi nó xuống nó bưng lên phòng ăn. Có là như một người tự kỷ ấy, không muốn tiếp xúc mà không muốn trò chuyện với ai. Dạ. Con của nó mà còn nói chuyện mà hàng cộng không nói. Đuổi xuống. Con trong hàng là có những trường làm tội. Nói chung là con cô hiện nay là con gái cô là đang, nói thẳng là đang tương tư vì một cuộc tình này. Đó. Nhưng mà con gái cô lại không... là nếu như thử là họ cũng là yêu, họ cũng yêu nhưng mà họ vẫn bị cội nguồn. Đúng rồi. Đúng không? Họ vẫn bị cội nguồn là cha mẹ hay là anh chị. Nhưng mà nó là không. Hoàn toàn là không nhận biết ai. Không. Nhưng mà cô không, khi mà tìm được mà đưa về tại Bình Thuận ấy, là con gái cũng chấp nhận chịu về không? Không. Bắt về hay sao? Bắt về chứ không chịu về hả? Bởi nó khác là không biết vì ra nên chỉ là giờ trừ là cô đã tìm hiểu kỹ là cô đã tìm hiểu kỹ là con rể cô là có chơi bời hay là có bao giờ ra tay ra chân hay là chửi bới vợ không? Không, thằng ấy không bao giờ. Nó rất là tội, phải nói thậm chí là mình muốn nói là có như tự là con mình đó, nếu mà nó có chết thì mình vẫn nhận thằng nữa là con ruột. Vì nó rất là tội mà sống rất là tình. Nói chung là rất là thương vợ nên chứ hẳn mới chấp nhận. Đúng. Hẳn nói là nàng nói đấy chứ thôi chứ đường cùng rồi làm thôi mẹ. Nó nói như vậy. Chứ còn không rồi thôi là coi như nếu trường hợp mà gặp người khác là người ta đã bỏ đâu. Đúng rồi. Không ai chấp nhận. Nói chung là người miền Trung á, con được biết mà để mà chấp nhận
những khu vực phía miền Trung mà để mà chấp nhận một người phụ nữ, nó thẳng là người phụ nữ ngoại tình của con, nói thật như vậy, là người ta rất khó, gia đình người ta rất khó chấp nhận. Nhưng đây người chồng là vẫn hoàn toàn chấp nhận, vẫn tha thứ cho vợ. Người chồng vẫn ấy mà không nhận nữa, mà mẹ của nó cũng là khi mà hằng đi là thay phiên nhau trực ở ga để mà tìm mẹ của nó cũng là mẹ chồng già. Mẹ chồng cũng đi tìm mà không hiểu anh mặc hẳn biến thành một con người gặp mà kỳ trực là ngay là con bé nữa là chị em là chủ bạc đó, là hằng rất hằng không nghĩ rằng mà chị hằng lại thay đổi như vậy. Cái kỳ trực đó là cũng là chị em đi vô đây đi chơi đi du lịch cả nhà năm nào cũng vậy. Cô có thể nhắc lại là con là họ tên đầy đủ là gì, sinh năm mấy? Ngô Thị Kiều Hằng, sinh năm 1988. Nguyên quán ở đâu? Nó thì sinh tại Đà Nẵng. Rồi cô hãy nói một điều gì đó để cho con gái cô xem được video này. Con gái cô hy vọng là suy nghĩ lại để tìm cách quay trở về. Mà mẹ mong con là coi cái video này là sớm quay về với chồng, với con, với cha, với mẹ. Mà chúng mẹ đã cùng đường rồi, nhưng chỉ mẹ đưa lên mạng xã hội. À, mong con là thức tỉnh để quay về. Nói chung là vô cùng đau khổ đúng không? Yeah. Một người mẹ bao nhiêu công gọi là giáo dục và dạy dỗ còn những ngày năm tháng mà tuổi trẻ, phải không cô? Đến giờ phút này là trưởng thành và đã xây dựng dựng vợ gả chồng, cuộc sống phải là vô cùng tốt đẹp, mà còn đến giờ phút này không hiểu lý do nào đó mà đã quen một người con trai phải là vô cùng nhỏ tuổi, mà đặc biệt là trông không giống ai đó. Nhìn nó không giống ai đó thì thực sự là một điều rất đáng tiếc. Nếu như mà có thể là hai vợ chồng không còn tình cảm với nhau nữa mà quen với một người khác đàng hoàng tử tế thì đó vấn đề khác đúng không ạ? Thì mà mình thường nghĩ nói là bây giờ trừ là tuổi trẻ trừ hẳn phải giống như ngày xưa là nhất phu nhất phụ. Yeah. Bây giờ trừ có thể nó sống không hợp, họ có thể là chia tay, nhưng không bao giờ là họ bỏ con. Yeah. Một người đàn bà không bao giờ bỏ con. Đấy cũng chỉ là chồng nó không hề có lỗi, thương vợ. Đó, khi mà nó đi là coi như là chồng mà quấy rất là tội. Rồi cảm ơn con, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô rất nhiều. Con chúc cô cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Thực sự là đây là một cái câu chuyện vô cùng rất đáng tiếc đúng không ạ? Một người mẹ phải là đã từng đứng trên bục giảng và đặc biệt là dạy rất nhiều các lớp trẻ, đến giờ phút này đã trưởng thành mà đặc biệt là con mình thì này không theo hướng của người mẹ, đến giờ phút này có thể là bỏ gia đình để chạy theo một cái cuộc tình phải là không giống ai. Ở đây là một cuộc tình phải là vô cùng rất đáng tiếc, bởi vì anh em nhìn thấy cái câu chuyện này thực sự là thấy có thể là rất đau lòng, rất thương cho gia đình cô. Bởi một người thanh niên này đặc biệt là nó cũng rất nhỏ tuổi, một người con trai có thể là một thanh niên mới lớn lên, nhưng mà có thể là nhìn có vẻ là rất chất chơi mà nhìn thì không giống ai cả. Nói chung là trông giống một cái tướng một người bắt gà bắt trộm chó đâu đúng không ạ? Tóc xanh đỏ tím vàng, nói chung là như một thằng gọi là một con nghiện. Mà con gái cô phải nói nhìn rất đẹp gái, dễ thương, mà tại sao lại yêu một người đàn ông này thì thực sự là câu chuyện là rất đáng tiếc. Rồi hôm nay cô về đây nhờ anh em chị Dương Ghi đăng tin tìm con gái. Cô có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của cô lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con gái không? Cho cô một suy nghĩ. Dạ, cô suy nghĩ đi. Dạ. Cho cô điện cho cô.
anh đang ở cái chỗ mà hiệp sĩ Bình Dương đó. Bây giờ chưa họ họ quay rồi và họ đưa lên mạng xã hội. Anh à, chưa anh có đồng ý họ họ đưa cái anh cầm cái hình cũng bạn và những cái thông tin cung cấp cho họ để họ đưa lên mạng xã hội tìm người được là họ điện bảo cho mình. Thế là đưa lên mạng xã hội là nhiều người họ thấy là họ sẽ bảo về lại cho bên hiệp sĩ Bình Dương đi là họ tống lên thì tất nhiên là ai cũng biết hết thôi từ từ cửa thôi cái tiền xấu hổ rồi khi đó thì đăng cáo ghi hình của em đưa lên cho đâu phải của hãng hãng thêm đồng ý đó cái cùng thì phải làm thôi đang. Đồng ý đi. Dạ đồng ý. Dạ. Nói chung là cái chuyện này thực sự rất đáng tiếc của nói chung không ai mong muốn đó nó, nhưng mà nó về là yeah. Em thấy là nó đổi khác mà không hiểu thì nó giống vậy người ta cũng yêu người ta cũng mấy chứ không phải là mình con thấy cũng rất nhiều người ta có chồng rồi nhưng người ta vẫn yêu người khác vâng, yêu là cái chuyện khác đó đấy, là nhưng mà chuyện bình thường đây nó là coi như giống như thử là gia đình là trở thành là đúng rồi một người là hiện nay là không trò chuyện với ai không trò chuyện cứ nói là ví dụ như thử là mua cái chi thì chỉ nói một ngày nói chứ được 10 tiếng gia đình của dỗ chứ lên từ thì hy vọng là tìm được lần này thì gia đình mình về có hướng để giải quyết cô nhé coi thì nó như thế nào để chữa rồi con chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và thân lộ bình an cô nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện thực sự rất đáng tiếc là một người mẹ hiện nay quê ở miền Trung là vào đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm con gái. Đặc biệt là câu chuyện này thực sự là nghe thì có thể là rất tội và rất thương cho gia đình. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này nhiều hơn nữa để anh em hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm ra một người em gái này. Nếu các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin một người em gái này thì có thể liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách để khuyên em gái quay trở về cùng gia đình nhanh nhất có thể. Dạ cuối video cho phép công trần xin là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào hẹn gặp lại.